ngồi không cũng dính drama C bị tố sử dụng chất cấm khiến dân tình hoang mang những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền tin đồ xe, blackpink sử dụng chất cấm nghi vấn bắt nguồn từ bức ảnh nữ idol dự tiệc tại căn biệt thự của nhà thiết kế eva châu trong bức ảnh này xuất hiện đồ vật bị nghi là dụng cụ dùng chất cấm trên bàn bức ảnh có làm giấy lên nghi vấn thành viên blackpink và những người xuất hiện có liên quan đến chất cấm một số cư dân mạng để ý đến chi tiết những gạch trắng trên bàn và chiếc gạt tàn đen cho rằng đó là những dụng cụ sử dụng chất cấm đáng nói Bức ảnh này vừa được đăng khoảng 2 phút đã được nhà thiết kế Ricardo Ti ẩn xóa không rõ lý do càng khiến dư luận thêm nghi vấn. Tuy nhiên, mới đây, IG Entertainment đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Công ty đưa ra thông báo, tin đồn liên quan đến Rose, Blackpink đang lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý đối với những hành vi làm tổn hại đến danh tiếng nghệ sĩ. Động thái mạnh mẽ và nhanh chóng bảo vệ nghệ sĩ của IG Entertainment nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng. Trước đó, tờ Tane cũng đã vào cuộc minh oan cho đóa hồng Blackpink. Theo đó, đồ vật gây tranh cãi chỉ là đồ trang trí trong phòng, còn vật thể bị nghi là chất cầm hóa ra lại là chân bàn hay thanh bệ đỡ của chiếc bàn kính trong suốt, còn chiếc gạt tàn đen được làm từ đá cẩm thạch có vân trắng bình thường. Bên cạnh đó, Rose luôn xuất hiện trong trạng thái tỉnh táo, tươi tắn, không hề giống người sử dụng chất cấm.